Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Tổng công ty Điện lực miền Bắc công bố quyết định bổ nhiệm giám đốc Điện lực Lào Cai. Lào Cai quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trước một năm so với kế hoạch Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 15. Nông dân ở vùng cao Lào Cai tích cực triển khai các biện pháp phòng chống đói rét cho đàn gia súc. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Sáng ngày 21 tháng 1, Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty Điện lực Lào Cai. Dự buổi lễ có đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện một số sở ngành đơn vị. Tại buổi lễ, ông Thiều Kim Quỳnh, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Phan Tử Lượng, Giám đốc công ty Điện lực Lào Cai, làm Giám đốc công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc công ty Điện lực Lào Cai được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc công ty Điện lực Lào Cai. Đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã tặng hoa chúc mừng hai đồng chí được bổ nhiệm trong đợt này. Phát biểu tại buổi lễ, ông Thiều Kim Quỳnh nhấn mạnh các quyết định điều động bổ nhiệm vị trí cán bộ chủ chốt của Tổng công ty và Công ty Điện lực Lào Cai chính là sự ghi nhận năng lực, những đóng góp tích cực, trách nhiệm cao của cá nhân ông Phan Tử Lượng và ông Nguyễn Anh Tuấn cho sự phát triển của ngành điện nói chung, hai cá nhân ông tại địa bàn Lào Cai nói riêng. Mong muốn trên cương vị công tác mới, ông Phan Tử Lượng và ông Nguyễn Anh Tuấn tiếp tục nỗ lực hơn nữa, thể hiện tốt vai trò của mình trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đưa chất lượng cung cấp dịch vụ cũng như thực hiện các chỉ tiêu của ngành điện lực ngày càng chuyên nghiệp hơn, đáp ứng sự hài lòng của khách hàng sử dụng điện. Đặc biệt góp phần cùng với Tập đoàn Điện lực trong việc cơ cấu lại tổ chức sản xuất kinh doanh, đảm bảo ngành điện luôn đi trước một bước, phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế văn hóa xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, năm 2018, tỉnh Lào Cai có 9 xã về đích nông thôn mới, vượt 1 xã so với mục tiêu. Tỷ lệ giảm nghèo ở mức cao lên tới 5,56%. Đây là kết quả từ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Với mục tiêu đặt ra trong năm 2019 về công tác xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững của tỉnh là hoàn thành vượt mục tiêu đại hội trước một năm kế hoạch, đòi hỏi sự đoàn kết, ra sức thi đua của các cơ quan đoàn thể địa phương và quần chúng nhân dân. Những ngày đầu tháng đầu của năm 2018, đến với mỗi bản làng, mỗi địa phương, những lễ phát động ra quân chung sức xây dựng nông thôn mới như thế này luôn thu hút được sự tham gia đông đảo của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Cùng với những phong trào thi đua khác thì chung sức xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững đã trở thành phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ rộng khắp. Năm 2018, tỉnh Lào Cai đạt mục tiêu có 8 xã về đích nông thôn mới. Đây là mục tiêu không dễ thực hiện bởi một số xã dù đăng ký về đích trong năm 2018, song nhiều tiêu chí vẫn chưa đạt và đạt ở mức thấp. Nhiều tiêu chí rất khó thực hiện. Như xã Tả Phìn của huyện Sapa, hết năm 2017, địa phương này mới chỉ đạt 13 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Vậy nhưng, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo sát sao từ cấp tỉnh đến huyện, sự đồng lòng tích cực chủ động của bà con nhân dân, kết thúc năm 2018, địa phương này đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Tuy nhiên, 19 tiêu chí của Tà Phìn cũng mới chỉ đạt ở mức tối thiểu. Vì vậy, yêu cầu về nâng cao chất lượng và duy trì tính bền vững của các tiêu chí được địa phương đặt lên hàng đầu. Cái xã Tà Phìn này là một cái bản du lịch cộng đồng và chúng tôi cũng đây là một trong những cái vấn đề mà chúng tôi sẽ quan tâm tập trung để tiếp tục tuyên truyền vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, nếp làm trong cái việc giữ gìn vệ sinh môi trường, đặc biệt là vệ sinh môi trường khu dân cư trong các hộ gia đình. Nhờ thực hiện tốt việc vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới mà Tân An, huyện Văn Bàn, từ một xã mới chỉ đạt 9 tiêu chí đầu năm 2018, đã về đích nông thôn mới trước một năm so với kế hoạch. Là một trong 9 địa phương được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Ngay từ đầu năm, xã đã đề ra mục tiêu nhiệm vụ cụ thể đối với từng tiêu chí. Trong đó, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân cùng các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, trên tinh thần phát huy nội lực của địa phương. Đặc biệt quan tâm là chi bộ đứng với góc độ là chỉ đạo các cái tụ đoàn thể thôn bản để vận động nhân dân, để tuyên truyền sâu rộng 19 tiêu chí, đó là những nhiệm vụ gì nhân dân phải làm. Và đặc biệt quan tâm là cùng với hỗ sự hỗ trợ nhà nước thì nhân dân thấy rằng là vào cuộc rất là mạnh mẽ. Kết thúc năm 2018, Lào Cai đã có 44 xã được công nhận đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới.
58 thôn bản được công nhận thôn kiểu mẫu, 89 thôn được công nhận thôn nông thôn mới. Với kết quả này, mục tiêu xây dựng nông thôn mới của Lào Cai đã đạt 88% so với mục tiêu đề án đến năm 2020, vượt 2,67% so với Trung ương giao cho tỉnh Lào Cai đến năm 2020. Cùng với xây dựng nông thôn mới thì công tác giảm nghèo cũng luôn được các địa phương ưu tiên đặt lên hàng đầu. Kết thúc năm 2018, tỷ lệ giảm nghèo của Lào Cai là 5,56%, đạt 139% kế hoạch đề ra, đứng trong top đầu các tỉnh miền núi phía Bắc. Kết quả giảm nghèo ấn tượng của Lào Cai trong năm 2018 vừa qua không chỉ khẳng định quyết sách và sự đầu tư đúng đắn của tỉnh mà còn cho thấy ý chí thoát nghèo, khát vọng làm giàu trong mỗi hộ dân ngày càng mạnh mẽ. Trong chờ ý lại vào nhà nước, chờ vào những cái gọi là thuộc diện đối nghèo để nhận hỗ trợ các chính sách thì nó chỉ là giới hạn thôi. Cho nên là mấy bà con nó phải chủ động ý thức để mà tranh thủ đảng nhà nước đem những cái giống cây trồng nó có hiệu quả kinh tế cho bà con trồng. Bước sang năm 2019, tỉnh Lào Cai phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 3% trên năm trở lên theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Xây dựng được ít nhất 7 xã hoàn thành xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số hoàn thành nông thôn mới lên 51 xã, hoàn thành vượt mục tiêu đại hội trước một năm kế hoạch. Mục tiêu này đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân. Chủ trương chung là sẽ tiếp tục phân cấp cho cơ sở, cho các xã và các huyện và cũng tiếp tục đẩy mạnh cái việc huy động các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là của người dân. Chúng ta không sợ là chúng ta khó khăn, mà cái quan trọng nhất là có tạo được cái động lực, niềm tin cho người dân vào cái chủ trương đó không. Nếu tạo ra được động lực, sự phấn khởi, niềm tin của người dân thì tôi nghĩ rằng tất cả những cái mục tiêu, chỉ tiêu chúng ta đưa ra đều có thể hoàn thành được, đặc biệt là xây dựng cơ sở hạ tầng ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Bước sang năm 2019, năm có ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa 15. Hơn lúc nào hết, cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh cần tiếp tục nỗ lực thi đua lao động sáng tạo, hoàn thành mục tiêu đưa Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của khu vực miền núi phía Bắc và xa hơn nữa là trở thành tỉnh khá của cả nước. Trên mỗi con đường làng ngõ xóm sạch đẹp, những ngôi nhà khang trang hay những mô hình kinh tế hiệu quả đều có sự tham gia tích cực của hội viên phụ nữ. Trong xây dựng nông thôn mới, vai trò phụ nữ lại càng được phát huy. Trong phóng sự sau đây, chúng tôi xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn một tấm gương phụ nữ tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Với tâm huyết và tinh thần trách nhiệm cao, chị Hồ Thị Thảo, chi hội trưởng Hội Phụ nữ thôn Vàng Đẹp, xã Thanh Bình, huyện Mường Khương đã gương mẫu đi đầu, vận động nhân dân, nhất là hội viên phụ nữ tham gia hiến đất mở đường. Sinh năm 1992, mặc dù với tuổi đời còn khá trẻ, nhưng với sự năng động, nhiệt tình của tuổi trẻ, năm 2016, chị Hồ Thị Thảo được tín nhiệm bầu làm chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Vang Đẹp, xã Thanh Bình. Với vai trò của mình, chị Thảo thường xuyên đến từng nhà thăm hỏi, động viên hội viên phụ nữ tích cực tham gia các phong trào, công tác hội, nổi bật là phong trào xây dựng nông thôn mới. Chị đã vận động hội viên phụ nữ hiến đất làm 3 tuyến đường nội đồng, đường liên thôn trên địa bàn với chiều dài khoảng 18 km, trị giá gần 1 tỷ đồng. Trong cái hoạt động công tác thì cái tâm đắc nhất của em là được, thứ nhất là được mọi người dân hội viên là cũng được tín nhiệm và cũng tin tưởng và giao trách nhiệm cho em. Nhiều chị em là không hiểu biết thì cũng vận động được chị em là đóng góp những ngày công rồi là làm các tuyến đường phụ nữ tự quản, là các chị em cũng rất là nhiệt tình. Muốn chị em trong thôn góp sức xây dựng nông thôn mới thì mình phải đi trước để làm gương. Với tâm niệm như vậy, ngay sau khi có chủ trương làm đường, chị Thảo đã bàn bạc với gia đình và không ngần ngại hiến gần 2.000 m2 diện tích đất nông nghiệp để mở đường nội đồng. Việc làm này của chị Thảo có ý nghĩa hết sức thiết thực trong việc vận động nhân dân cùng tham gia hiến đất. Được sự vận động tích cực của chị Thảo cũng như nhận thấy ý nghĩa thiết thực của việc mở đường nội đồng, đường liên thôn, gia đình tôi cũng đã hiến trên 1.000 m2 đất để mở đường. Có đường rồi, giúp giao thông đi lại sẽ thuận lợi hơn và làm ăn cũng dễ hơn trước.
Không chỉ vận động nhân dân hiến đất làm đường, chị Thảo còn huy động hội viên phụ nữ trong thôn tham gia duy tu bảo dưỡng, phát dọn cỏ tuyến đường phụ nữ tự quản tại thôn. Động viên bà con nhân dân nỗ lực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc như chăn nuôi bò sinh sản, trồng quế, trồng chè. Cũng nhờ đó mà cuộc sống người dân nơi đây ngày một ấm no hạnh phúc. Chỗ đồng chí Thảo thì về cái công tác vận động chị em hội viên ở tại chi hội thì cũng là một chị nhiệt tình, và về thực hiện các phong trào hội thì chị cũng tham gia thường xuyên và đi đầu. Về cái công tác phát triển kinh tế thì chị cũng là một cái chị điển hình về khâu là chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Về thôn này là chị cũng là một cái gương điển hình trong phát triển kinh tế. Với sự cố gắng nỗ lực không ngừng, chị Thảo đã trở thành tấm gương sáng để hội viên phụ nữ học tập noi theo, chủ động vươn lên xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, tiến bộ, góp phần vào chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Năm 2018 vừa qua, ngành giáo dục Lào Cai đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, trong đó phong trào thi đua, đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực đã lan tỏa và là động lực để các trường học nỗ lực vươn lên. Ngay từ đầu năm học, ngành giáo dục đã phát động phong trào thi đua, đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực trong toàn ngành. Phong trào đã động viên khích lệ công chức, viên chức, người lao động triển khai tích cực, đồng bộ, nhiều giải pháp đặc thù, sáng tạo, hiệu quả, góp phần tạo ra sự chuyển biến rất rõ nét và toàn diện về chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học. Đề án rà soát, điều chỉnh mạng lưới trường lớp được thực hiện đúng tiến độ đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Trong điều kiện quy mô tăng giảm trường lớp và đưa học sinh ở nhiều điểm trường lẻ về trường chính nhưng vẫn đảm bảo các hoạt động giáo dục, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của nhân dân và nhiệm vụ nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh. Chất lượng giáo dục toàn diện đã có bước tiến bộ vững chắc và rõ nét ở cả vùng thấp và vùng cao. Giáo dục mầm non tiếp tục được quan tâm đầu tư, chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ ở cả công lập và tư thục được nâng lên rõ rệt. Giáo dục tiểu học ổn định về số lượng, quy mô, quản lý có nhiều đổi mới, sáng tạo. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên rất rõ rệt nhờ áp dụng nhiều các mô hình giáo dục tốt. Chất lượng giáo dục trung học cơ sở, trung học phổ thông vững chắc hơn. Tỷ lệ học sinh chưa đạt chuẩn về kiến thức giảm, học sinh khá giỏi tăng. Chất lượng, số lượng học sinh giỏi quốc gia tiếp tục tăng. Kết quả học sinh giỏi quốc gia, các môn văn hóa đứng hàng đầu các tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc. Kết quả thi trung học phổ thông quốc gia đứng thứ 22 trên 63 tỉnh. Tỷ lệ tốt nghiệp tăng 1,35% so với năm trước. Toàn tỉnh có 359 trên 633 trường mầm non, trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 56,4%, tăng 29 trường so với năm học trước. Đoàn Thanh niên Văn phòng Chính phủ phối hợp với Đoàn Thanh niên Tổng công ty Sông Đà, Quỹ vì Sức khỏe Tim mạch Việt Nam, nhóm Như Ý Thiện cùng các nhà hảo tâm đã tổ chức chương trình khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí tại xã Sàng Ma Sáo, huyện Bát Sát. Tại buổi thiện nguyện, các y bác sĩ đã tiến hành thăm khám, tư vấn sức khỏe và thực hiện một số dịch vụ kỹ thuật trong điều trị một số bệnh chuyên khoa cho người dân như đo huyết áp, điện tim, siêu âm tai mũi họng, siêu âm tổng quát và cấp phát thuốc miễn phí cho 600 lượt người dân. Trước đó, đoàn tình nguyện đã tặng 50 suất quà trị giá 500.000 đồng trên suất cho 50 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại xã Sảng Ma Sáo, tặng hơn 1.000 suất quà cho học sinh trường tiểu học và trường mầm non của xã, tặng 6 máy tính và 3 máy in cho địa phương, 2 máy đo huyết áp cho trạm y tế xã, tổng giá trị quà tặng là hơn 170 triệu đồng. Đây là chương trình thiện nguyện Tết ấm biên cương do Đoàn Thanh niên Văn phòng Chính phủ phát động năm 2019 với mục đích hướng về người dân nghèo nơi vùng sâu vùng xa của Tổ quốc. Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày thành lập huyện Mường Khương, 23 tháng 1 năm 1909, 23 tháng 1 năm 2019, ngày 21 tháng 1, Đảng bộ thị trấn Mường Khương đã tổ chức lễ ra mắt cuốn sách lịch sử Đảng bộ thị trấn giai đoạn 1959-2015. Tại buổi lễ, lãnh đạo thị trấn đã đọc diễn văn ôn lại lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Mường Khương qua 56 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Để lưu lại truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn, Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn Mường Khương đã tiến hành nghiên cứu, sưu tầm tư liệu, biên soạn cuốn lịch sử Đảng bộ thị trấn Mường Khương,
giai đoạn 1959-2015. Sau một thời gian làm việc công phu, nghiêm túc và trách nhiệm cao, đến nay cuốn lịch sử Đảng Bộ Thị trấn Mường Khương đã chính thức ra mắt. Cuốn sách ra đời là cơ sở, là tài liệu lịch sử quý giá, tái hiện lại những chặng đường lịch sử vẻ vang, đấu tranh xây dựng và trưởng thành của Đảng Bộ và nhân dân thị trấn, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cho cán bộ đảng viên nhân dân thị trấn, nhất là thế hệ trẻ. Từ đó, cổ vũ, động viên cán bộ nhân dân phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết, thống nhất, thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ủy ban Nhân dân thành phố Lào Cai đã ban hành kế hoạch số 300 về việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, các lễ hội truyền thống và lễ hội đền thượng Xuân Kỷ Hợi năm 2019. Các hoạt động nhằm phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ các giá trị văn hóa, tinh thần và đời sống tâm linh của nhân dân và du khách. Tổ chức các hoạt động văn hóa sôi nổi, lành mạnh, phát huy tinh thần sáng tạo của nhân dân, qua đó hình thành mối quan hệ đa phương, phát triển văn hóa gắn với du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố, tạo không khí tưng bừng phấn khởi, cổ vũ động viên cán bộ nhân dân thành phố thi đua lao động và sản xuất. Kế hoạch thành phố sẽ tổ chức các hoạt động hội chợ hoa xuân, chương trình văn nghệ đón giao thừa Xuân Kỷ Hợi 2019, dâng hương tại đền thượng, hội báo xuân 2019, đêm thơ nguyên tiêu, các lễ hội truyền thống tại cơ sở, thi đấu các môn thể thao dân tộc và chương trình giao lưu văn nghệ của 17 xã phường, giải quần vợt mở rộng cúp lễ hội đền thượng truyền thống lần thứ 8, giải đua xe đạp mở rộng cúp đền thượng truyền thống lần thứ 6, giải bóng đá các câu lạc bộ cúp đền thượng lần thứ 4. Riêng lễ hội đền thượng Xuân Kỷ Hợi năm 2019 sẽ được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh trong 3 ngày, từ ngày 17 tháng 12 năm 2019 đến ngày 19 tháng 12 năm 2019 tại khu vực đền thượng, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, hiện đang có một khối không khí lạnh tràn xuống các tỉnh miền Bắc. Thời tiết ở Lào Cai tiếp tục chuyển lạnh, đi kèm với rét đậm, rét hại, làm ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển chăn nuôi. Là địa phương có tổng đàn gia súc tương đối lớn, không chỉ là nguồn sức kề kéo phục vụ sản xuất nông nghiệp, đàn gia súc còn là tài sản chính của đồng bào vùng cao Lào Cai. Vì vậy, bà con nhiều địa phương vẫn đang tích cực chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo vệ đàn gia súc. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện vùng cao Bắc Hà. Ngay từ đầu mùa đông năm nay, gia đình anh Lý Diệp Sung ở thôn Na Kim, xã Tà Trải đã chuẩn bị đủ ni lông, vải bạt, quây kín chuồng trại để giữ ấm, chủ động đủ nguồn thức ăn cho đàn vật nuôi của gia đình. Riêng về cái mùa đông thì đối với trâu thì trước là phải dự trữ cỏ với lại rơm, hai nữa là phụ thêm một chút ngô nữa, cái thứ ba nữa là cũng phải che kín chuồng trại cho nó đủ ấm để trâu nó không phải bị chết rét. Theo kinh nghiệm của anh Hoàng Văn Thương ở cùng thôn Na Kim, thì mùa đông là mùa khan hiếm thức ăn cho đàn gia súc, nhất là thức ăn xanh, thức ăn tinh. Chính vì vậy, anh Thương đã huy động nhân lực cải tạo đất để trồng cỏ sữa và ngô dày cho ngựa và trâu ăn khi thời tiết rét đậm. Trước đây thì công việc không được chủ động cho lắm, thì bây giờ thì chúng ta có ngô, có diện tích đất rộng nên là có thể chủ động trong việc chuẩn bị thức ăn gia súc cho gia súc trong mùa đông dễ dàng hơn, để không đến khi mùa đông thời tiết rất là lạnh, chúng ta có thể sử dụng thức ăn ở trong thức ăn có sẵn ở trong vườn để sử dụng cho gia súc. Xác định công tác phòng chống đói rét cho đàn gia súc là nhiệm vụ quan trọng, nên xã Tà Trải đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các hộ chăn nuôi chuẩn bị dự trữ thức ăn, tích cực thu hoạch rơm rạ, trồng cỏ sữa và ngô dày để cho gia súc ăn trong mùa đông. Theo thống kê, trên địa bàn xã Tà Trải có 164 hộ chăn nuôi với 380 con gia súc. Từ đầu mùa đông đến nay, đàn vật nuôi trên địa bàn xã phát triển ổn định, không xảy ra dịch bệnh. Thì ngay từ đầu năm thì Ủy ban dân cũng đã chỉ đạo trung tâm học tập cộng đồng tổ chức mở một lớp tuyên truyền hướng dẫn bà con dân về cách phòng chống rét cho gia súc gia cầm. Đồng thời cũng chỉ đạo cán bộ khuyến nông phối hợp với lại cán bộ nông lâm nghiệp xây dựng phương án cụ thể đến từng thôn bản trong công tác phòng chống rét cho gia súc gia cầm. Còn về công tác tuyên truyền thì cấp ủy chính quyền địa phương cũng hết sức là đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể bà con dân trên 9 thôn bản là thực hiện tốt công tác phòng chống rét cho gia súc gia cầm. Hiện nay tổng đàn gia súc chính của huyện Bắc Hà có trên 20.000 con. Để chủ động trong công tác phòng chống đói rét cho trâu bò, huyện Bắc Hà đã tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ dân, đặc biệt là các xã vùng cao có tập quán thả rông trâu bò trong rừng, núi, phải chủ động đưa về nuôi nhốt, đảm bảo đủ ấm. Đối với đàn gia súc già yếu, cần có chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng phù hợp để tăng sức đề kháng đối với dịch bệnh và đói rét.
Trong những năm gần đây thì với công tác tuyên truyền cũng như công tác lãnh chỉ đạo của các xã và trực tiếp là các cái đội ngũ chân rết như cán bộ khuyến nông xã, cán bộ thú y viên xã thì cái nhận thức của bà con đã được nâng lên. Đặc biệt là trong những năm gần đây thì cái tỷ lệ mà số trâu bò bị chết rét qua năm gần đây đối với nước Bắc Hà thì rất ít. Theo dự báo, các đợt rét đậm rét hại năm nay sẽ xảy ra tương đối nhiều. Thậm chí ở vùng núi Hoàng Liên Sơn, Sapa có thể có một vài đợt có tuyết hoặc băng giá nguy hại cho cây trồng vật nuôi. Do vậy, ngay tại thời điểm này, các địa phương và người chăn nuôi cần phải thực hiện tốt các biện pháp dự trữ thức ăn, phòng chống đói rét dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho đàn gia súc và hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do rét đậm rét hại gây ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.